Chào cô Tư, đang làm gì đó cô Tư? Lâm bọc được không? Trời ơi, sáng này cô Tư đi lâm bọc hả? Lâm con... bọc vô lao. Lâm vào đó, con gửi cái mít này kìa. Nữa hả? Mệt nó quá trời luôn. Rồi. Bà hồi nó lấy, bà hồi nó giấc đưa. Giấc này là cô Tư rảnh, cô Tư đi lượm bọc rồi kìa. Lấy bọc không nói gì nó lượm bọc. Cô Tư mới nói đi lượm bọc vô lao đó hả? Lấy bọc vô lao nó lượm bọc. Khùng điên là gì? Bọc đó mình à, làm gì cô Tư? Để dành ta lao đựng gì đựng. À. Mày có điên điên gì vừa thôi, đừng điên quá. Ai điên cô Tư? Mày điên. Con hả? Làm gì con đâu có điên đâu. Ờ, mới có khùng mà. Mới khùng ha. Mới có khùng nặng chứ không khùng nhẹ. Bọc này để dành mình đựng đồ mình xách hả cô Tư? Nhưng để làm gì? Ai biết đâu. Tưởng cô Tư em nhìn bán là sao? Mệt quá trời mệt. Ê cô Tư, nước cái này cô Tư để mà nó có ấy kìa. Nó mọc có cái mà ba cái cỏ nó lên nó kìa. Mệt quá đi. Cỏ nó mọc thì nó mọc, nhưng nước còn sạch. Rồi, cô Tư đem bọc về cái ổ của cô Tư. Cô Tư xếp. Xếp đi cô Tư, xếp cho gọn lại. Ôi, cô Tư kỹ thấy ghê không? Nó còn ướt hay gì lâu cô Tư? Trong cái cổ máy khóe này nó mà ướt. Cô Tư tỉ mỉ quá. Cô Tư dập mấy cái bọc đó để đựng đồ đó. Trời ơi, cái hố xí ngàn năm của cô Tư bốc mùi hôi quá. Cái gì? Cái hố xí ngàn năm của cô Tư bốc mùi hôi quá. Cái chỗ mà ngủ cốc luân hồi đó. Trời ơi, trời, cô Tư nè. Cô Tư ăn rồi, cô Tư đi vệ sinh, cô Tư bỏ cái đó luôn kìa. Trời ơi, trời, nó hôi đó, cô Tư ơi. Tụi con đến đây mà tụi con chịu không nổi luôn á. Nửa mốt cô Tư để chỗ khác dùm cô Tư ơi. Đi sao? Nè. Cô Tư ăn mà cô Tư bỏ gác giết mà đến nỗi mà nó thành một đống lớn luôn nè. Tiếng luôn thở đời nay hợp với bọc không. Ở dưới thì cát đá không. Hôi thúi. Cái ngày chỗ mà cái ngủ cốc luôn hồi của cô Tư á. Mất mùi á. Cô Tư mà ở đây cái cô Tư cái mùi rất quen hết cô Tư. Thôi mệt quá đi, không có mùi hả vị gì hết trơn. Không có mùi gì hết trơn ha. Ừ. Rồi cô Tư xếp bọc, cô Tư bỏ vô nè. Ồ, cái đó cô Tư nữa, cô Tư làm cái gì cô Tư, cái bọc đó, bự bự đó. Đựng đồ. Cô Tư ăn đồ ăn vậy là có thường hay đau bụng không? Không có đau bụng, ít có đau bụng á. Rất quen hết cô Tư. Thôi mệt quá đi, quen cái gì? Cô lụm đồ ăn, cô ăn riết nó quen á. Mệt thiệt mệt luôn. Cơm hộp đó mình đi, nó đem lại, mình nói là nó có dùng. Ý con nói mấy cái đồ mà lúc con chưa đem lại kìa, cô Tư lụm ăn á. Không có, thì đó, mấy cái đó. Cô Tư lụm ăn bữa nào đó, cô Tư chạy không kịp luôn á ha. Thôi tội nghiệp quá đi. Có bữa nào ăn chạy không kịp không? Có bữa nào chưa cô Tư? Có mà có. Có bữa nào mà cô Tư tư ra quần chưa? Sao mệt quá đi. Hả? Nói là hồi bị đòn à. Bị đánh giờ. Ờ, cô Tư cuộc lại cô Tư làm gối, cô Tư nằm hay gì á? Khùng điên chứ đủ hay gì. Khùng thiệt là khùng, khùng nặng hay gì không biết. Khùng điên chắc khùng điên hay là gì hay chứ. Ai mà ta lựa cái bọc nào đó, người ta lao, ta đựng cái mấy cái bọc này. Mà nó thôi là người ta ấy luôn. Cô Tư kỹ quá. Nó còn ướt rồi lao lại chút xíu hà. Xíu ha. Ừ.
Ngày nào cô Tư cũng mà làm gì chứ hả cô Tư? Cô Tư không có mệt hả? Không. Như mình vận động cho nó sức khỏe dẻo dai ha. Mệt quá đi, ngồi đây chờ ngồi trong ngóc đây mà sức khỏe không dẻo dai làm sao hả? Hả? Ngày xưa giờ là cô Tư không có để ý tôi ngay luôn hả? Không. Không, bữa nói với con là con ông kia ổng ngủ ăn điên kem mà tính đi đây. Cho mệt mày quá đi. Mày vũ thì có chứ không ai vũ chứ. Nói thì có chứ không ai vũ. Hương hướng là mai cho cô Tư cái ông đặng nữa bữa nào ông ngủ cô Tư ăn kem đó cô Tư nhớ không? Không, cảm ơn, mô Phật. Được không? Nói hoài. Chịu không? Cho mệt quá đi. Nói hoài quỷ hà. Mà hỏi chịu không, đặng biết người ta không hỏi miệng làm ai. Bọn không hỏi miệng gì vậy? Hả? Chịu không? Chắc hỏi chắc bị cứu quá. Cứu mất cá, cứu bằng giò chưa đau, bây giờ cứu mất cá, không muốn chịu cứu mất cá phải không? Cô Tư mở tiệm tạp hóa này bao lâu rồi cô Tư? Nữa rồi, hết ý kiến không? Ở lại nay cái chỗ ngủ của tôi mở tiệm tạp hóa. Nè, con thấy có xà bông rồi, có nước tương, đủ thứ cho nè. Có giày dép rồi mà khẩu trang rồi nước tương chiên su rồi ba cái mà tương ớt gì nữa nè. Con hỏi thì cô mới nói nha. Rồi cô Tư nói đi. Thằng này nè, chúng phải hỏi nó mày. Ừ. Cô Tư nói đi. Ừ. Cái này á là hồi ngày hôm qua thằng Dạng á đi lượm. Ừ. Đi lượm mà có con nhỏ dưới chỗ nhà của anh Tính á. Nó đem về nó cho, biết chưa? Nè, một keo mày nè, kẹo nữa nè. Ngày hôm qua có kẹo này không? Hả? Đâu, mệt quá trời đi. Đâu cô Tư đưa hộp kẹo cho con ơi. Chặt tay mày bây giờ, mày khách nguyên hộp kẹo về nhà hay gì? Cho về nhà cho vợ mày ăn hay gì? Cho vợ con mày ăn phải không? Cho cục kẹo cô Tư. Không. Sao vậy? Cô Tư ăn súng găng rồi sao? Mày dắt vợ mày lại đây đi. Để cho. Dắt vợ đi đây đi, cho. Dắt vợ, dắt con lại đây đi, cho liền à. Có nét cà phê nữa kìa cô Tư. Thôi tao mệt quá đi. Đó. Có xô lai nữa kìa. Trong cái tiệm tạp hóa nhỏ của Tư. Đúng rồi, cô Tư có tiệm của tạp hóa nhỏ mà. Thì kim luôn cái ổ luôn. Cái ổ ngủ. Hết nữa chứ không. Cái chỗ ngủ chú. Ê cô Tư, con thấy cô Tư có cái đôi dép này là cô Tư lượm ở đâu hả? Mệt quá trời, đi người ta cho mà ăn nó mòn. Bây giờ nó đã lượm đôi dép ở đâu. Thằng nó cùng nặng thiệt rồi. Cô Tư có đôi dép đã thiệt chứ. Nó còn nặng thiệt rồi. Đây là mấy chai nước huyền thoại của cô Tư nè. Cô Tư để khoảng 10 năm trước rồi. Ờ, thở là nay chai nước cũng để 10 năm. Trời ơi, không được, chưa được 5, 10 năm. Nghe nói thấy ham. Chưa được 5, 10 năm. Sao cô Tư chưa biết chưa được 5? Người ta để, người ta không biết. Rồi nên nó bốc ăn thì gì không biết. Bây giờ muốn bốc ăn hay là gì? Hứa không ta bây giờ bốc ăn hay là gì? Không bốc ăn đâu. Không ăn chứ đứng hóa hoài cái chỗ của tôi à. Thấy cô, chỗ của tôi lạ quá con đến thăm nè. Vậy sao chứ bốc ăn hay gì? Bốc ăn đâu bốc toàn. Người cô Tư xếp bọc qua gì hoài đó hả? Vậy mình nói làm sao giờ? Tới lui xếp bọc gì hoài luôn. Vậy mình nói làm sao giờ? Nè nhìn cười cái không dám đâu cô Tư đây nè không cười đấm già cô Tư khéo ha xếp bọc đẹp mới cái tiếng luôn cô Tư biết hò không cô Tư hết cái tiếng luôn không biết hát biết hò thì cô Tư đâu biết hát đâu nên cô hỏi cô Tư hò khùng điên lại gì sao không biết nãy gì vậy? Nè lụm này vậy bích xe nè rồi mua bích xe luôn một hồi bị cứu vậy đó cô Tư ơi chụp cô hoài hồi bị cứu bây giờ đó nãy giờ đến làm gì nữa rồi trời ơi tôi mệt nó quá trời đi ơi này gì cô Tư
cái hộp của tôi để đó không đùa xuống không nội mẹ ơi. Con chuột trời đi. Con chuột này là cô Tư biết làm gì được không cô Tư? Mày muốn chiên khìa hay muốn làm gì đem về nhà khìa? Chuột đó dành chiên làm muốn làm gì đó làm. Con chuột đó dành nướng đó cô Tư. Nướng được ha. Ngôi nhà của tôi có cây gòn bự quá cô Tư. Mệt quá mệt đi. Cây gòn nó nữa leo hay gì? Cây gòn đó đó cô Tư, cô Tư có hay không? Cô Tư có lụm mũ gòn làm nước đấu uống không? Thôi vừa vừa thôi, mày đừng có khùng quá, khùng. Khùng là khùng hết biết khùng luôn, cây gòn vậy mà có mũ gòn đâu à? Hồi đó giờ cô Tư có ăn mũ gòn chưa cô Tư? Thôi mệt quá đi. Hả? Cái mệt thằng này thiệt không nổi ơi. Ừ, cô Tư có ăn mũ gòn nào chưa? Nó nói chuyện dần lân quá. Ừ, trời, cô Tư quấn vô cô Tư để coi kìa. Thế cô Tư chất thành cái... Rồi chất gì rồi nữa, còn chỗ đâu ngủ. Đâu cô Tư nằm thử ơi. Mày muốn vô mày nằm luôn hay gì? Đâu cô Tư nằm thử cái... Mày muốn vô nằm đây hay là gì? Đâu cô Tư nằm... Tao nằm bên đây nè. Không có chỗ cô Tư ngủ rồi. Mày muốn vô nằm đây hay gì? Tao nằm đây nè, mày nằm đây phải không? Đâu, đâu, vậy? Đâu cô Tư nằm coi, con thấy cái chỗ nằm không có vừa rồi. Bây giờ đi đây nè, tao hứa bây giờ vô tay bây giờ đó. Đâu cô Tư nằm. Mày nằm muốn nằm đây hay gì? Tao nằm đây nè. Cái tướng cô Tư nằm sao đâu ngủ, con coi thử rồi. Bây giờ muốn hứa tay hay muốn gì? Rồi cô Tư gì không được rồi, cái chỗ cô Tư không có ngủ được rồi. Nó mệt quá trời đi. Nó đâu có, nó chật hẹp sao ngủ được, nằm không có vừa. Vậy sao, không có vừa hả? Đi ra ngoài sân ngủ hay gì? Ừ. Không tin cô tư nằm thử rồi coi nó có vừa không. Mà tao mệt quá đi, ăn tối mày chui vô mày ngủ nữa hay gì? Ừ. Muốn chui vô ngủ hay gì? Con thấy là cô Tư là nằm là cái giò nó dư giò rồi. Tao mệt quá trời đi. Không vừa. Vậy nãy nằm nãy ai nằm nãy à? Đâu con có thấy đâu. Thôi trời nghiệp quá đi. Con đến là cô Tư mà ngồi vậy rồi. Mệt thiệt mệt. Đâu nằm thử rồi cái gối nằm chỗ nào? Bây giờ mày muốn cái gì? Đi ra nhà tao khứa rồi giò, khứa giò tao hầm tao đủ à. Cô Tư có đồ đủ không? Giò hầm đồ đủ không? Có đồ đủ sẵn kìa. Đâu? Chứ dạ. Vậy là cô Tư đi chôm đồ đủ của người ta rồi. Vậy mày muốn khứa, chừng nào khứa giò mày khứa khúc giò hầm đồ đủ. Hay muốn gì? Tôi dám ăn không? Dám. Khứa giò nó bỏ vô, bỏ đồ đủ vô hầm. Cô Tư còn có cái găng mà kêu ăn. Nè khứa bây giờ nè. Cô Tư còn có cái găng mà kêu ăn giò hầm đồ đủ. Ừ, nên là muốn khứa không? Khứa giò hầm ăn đồ đủ liền. Cười cái cây. Lột chai gian như giò heo vậy đó. Cười cái cây. Không Tư. Thôi vô xăng đi cô Tư, thấy mệt rồi đó cô Tư. Chắc hồi xưa cô Tư chắc đẹp gái lắm cô Tư. Hả? Chắc hồi xưa cô Tư đẹp gái lắm hả? Hả? Hồi đó thì đẹp. Thiệt không nghe. Không đẹp. Thiệt không à, chứ con thấy hồi xưa làm gì. Vậy mà chưa không có ông nào thương hết trơn hả? Có chồng rồi, có chồng có con rồi. Mà chồng con của cô Tư đâu? Thôi rồi. Mà thôi lâu chứ cô Tư. Lâu rồi. Thôi bây giờ mấy chục năm rồi. Mày con của cô Tư lâu lâu có về thăm không? Chết hết trơn rồi, đâu còn đứa nào. Biết sao cô Tư người ta nói thường là đẹp đó, là tôi kêu là hồng nhan bạc phận đó cô Tư. Thôi rồi nghiệp quá đi. Thở là nay hồng nhan bạc mạc phận. Năm xuôi tháng xuôi thì con nó không ở với mình thì nó đi. Ừ. Nó chết. Ừ. Hồng nhan bạc phận hồi khứa tay đi vừa nè. Còn không? Không biết nữa. Như là lưu lạc đó, giờ là cô Tư cũng không biết luôn. Không. Ồ, mới thấy cô Tư, bữa nay cô Tư mà mở ra xả tóc luôn đó. Nằm xuống rồi nó xúc. Xúc bây giờ ba đã mới lời. Ờ, mới được không? Được, được. Đẹp hết cô Tư? Hay có chuyện gì không? Hay đâu tôi khứa tay bây giờ à? Cô Tư làm đẹp chứ bộ? Vuốt cái đầu nó cũng có đẹp. Trời ơi, khứa tay đúng quá. Tối ngày nó chụp dao luôn không à? Ai chỉ cô cách cuộn tóc thôi cô Tư? Mày chỉ phải không? Nên ai chỉ? Hả?
ai thở đời nay cột đầu cái đầu người ta, người ta cột không để ai ai chỉ thì mình không biết, cũng phải có người chỉ mình chứ, mới đầu mình không có nghiệp quá đi. Cái đó cô con thấy cô Tư mà lượm luôn hay vậy? Người ta cho à? Cho hả? Sao con coi cô Tư cách buộc sao đâu. Thôi cô Tư buộc cái kìa. Thôi Quang cũng xin kết thúc video tại đây nha quý cô chú anh chị. Hẹn quý cô chú anh chị vào một cái video gần nhất ạ. À.